Hôm nay Kha Vương xin phép giới thiệu đến anh chị em cái vòng đeo tay chuỗi hạt kim cang. Cái chuỗi này là hạt 20 ly, 18-20 ly gì đó. Nói chung là tay nam đeo hoặc là mình bằng chuỗi. À, đơn giản vậy thôi, cái chuỗi này thì không thể nói là 18 hạt được nha anh chị em mình nha. Nên anh chị mình lưu ý chỗ đó. À, cái hạt kim cang này thì chắc là nhiều người biết, bởi vì đa số các sư thầy người ta hay dùng cái chuỗi hạt này để làm chuỗi, bởi vì nó có cái độ nhám, cái hạt nó có cái độ nhám nhất thời và mình làm chuỗi nó rất là dễ. Và thường thường những người mà đeo chuỗi hạt kim cang này thì đa số là người ta mong rằng là khi người ta nhìn vào chuỗi hạt này, người ta sẽ tâm nó sẽ tịnh hơn. À, và cái sản phẩm hôm nay thì Kha Vương còn đâu có mười mấy sợi thôi, Kha Vương không có nhớ nữa, từ ở ngoài kia thì Kha Vương bán với giá chỉ có là 123 ngàn và cộng cước. Nhưng nếu ai chia sẻ clip thì Kha Vương sẽ bao ship. Kha Vương xin nhắc lại, 123 ngàn cho một chuỗi như thế này cộng tiền cước nó đã quá rẻ rồi, bởi vì trên thị trường người ta bán tới 250. Nhưng nếu ai chia sẻ clip này thì Kha Vương sẽ bao ship cho người đó luôn. À, đó là lời Kha Vương nói. À, bởi vì sao mà Kha Vương anh chị em chia sẻ một cái lượt chia sẻ của anh chị em mình vào các hội nhóm hoặc lên trang cá nhân của mình nó không có là gì đáng kể hết, nhưng cái tiền ship đó nó tới 30-40 ngàn đối với Kha Vương nó là một số tiền lớn. Nhưng bởi vì để Kha nhờ cái sự chia sẻ của anh chị em mình thì Kha Vương mới tìm kiếm được những khách hàng mới, những sự tương tác mới, cũng như là những vị khách tiềm năng mới. Thì đôi lúc trong quảng cáo thì người ta muốn làm một cái quảng cáo đi chăng nữa thì người ta cũng tốn vài trăm ngàn cho một bài viết quảng cáo. Thì thay vì đi quảng cáo thì Kha Vương nhờ anh chị em mình chia sẻ để Kha Vương bao ship. Kha Vương cảm ơn nhiều. Và nếu anh chị em nào không mua mà cảm thấy những gì Kha Vương nói nó chí lý chí phải gì đó, hoặc là yêu mến Kha Vương thì có thể chia cho Kha Vương một lượt chia sẻ. Kha Vương cảm ơn nhiều. Kha Vương, điện thoại 0814721262. Kha Vương cảm ơn.